Chào các bạn đến tin nhanh 24/7. Honda FF cái biển ngũ quý 1 thét mức giá 120 triệu đồng. Cái chiếc Honda FF cái đời là 2011 nhưng vẫn còn mới cứng, mang trên mình một cái biển số là ngũ quý 1 cực đẹp, được người chủ rao bán với mức giá khá cao. Thị trường xe máy Việt Nam luôn sôi động với những cái mẫu xe mang cái biển sảnh, biển tứ quý, biển ngũ quý, dù đó là những dòng xe bình dân hay cao cấp nhưng mức giá bán ra cũng hết sức gây sốc. Một dân chơi xe có tiếng ở Hà Thành mới đây liên tục đem lại những cái sự ngạc nhiên cho đèn hai bánh khi tung ra một loạt những mẫu xe máy có những cái biển số cực đậm. Cách đây được vài ngày, dân chơi này cho biết anh ta sở trên mình cái chiếc Honda FF cái đời là 2001 còn mới cứng, chạy được khoảng là 6.000 km nhưng máy móc vẫn còn zin. Sản phẩm này có nước sơn đỏ tươi, các đồ chơi đi kèm vẫn còn mới nguyên, chưa bị thay thế. Điều đáng nói là chiếc xe mang trên mình một cái biển số là cực đẹp, ngũ quý 1. Với cái biển số này, dân chơi xe thường hay để ý tới, bởi nó theo cái quan niệm dân gian thì cái biển số quý 1 thường được cho là xe đem tới cái sự sinh sôi, tiến triển tốt cho những ai đang sở được. Tất nhiên, giá của chiếc FF phiên bản đời là 2001 không hề rẻ chút nào. Theo người chủ chia sẻ ở trên mạng thì cái chiếc xe này mang cái biển ngũ quý 1 được có mức giá lên tới là 115 triệu đồng, tức là gấp 3 lần so với cái chiếc Honda FF mới bây giờ. Mặc dù điều đó cho đến hôm nay ở thị trường xe Việt Nam được xem là bình thường, nhưng cũng thường thấy đây rõ ràng là phân khúc sản phẩm rất kén khách. Không những phải có nhiều tiền mà thật sự còn có những thú đam mê sưu tập xe có biển đẹp thì mới dám phun tiền ra mua. Bởi với cái số tiền như thế này thì người có thể mua liền một lúc những dòng xe máy bình dân khác, hoặc tậu ngay trên mình cả một cái chiếc tay ga cao cấp hiện nay như Honda SH 150/2009. Cảm ơn các bạn theo dõi lúc này được tiếp, nhớ like, subscribe.